Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, quyển 27, phẩm thập hồi hướng thứ 25, phần 5. Phật tử, Đại Bồ Tát bố thí cả búi tóc liền ra đầu cho người đến cầu xin, như Bồ Tát Bảo Kế Vương, Bồ Tát Thắng Diệu Thân và vô lượng các Bồ Tát khác. Lúc đó, Bồ Tát thấy người đến xin, tâm sinh hoan hỷ mà nói rằng: "Này, nếu ông muốn búi tóc liền ra đầu thì có thể lấy. Búi tóc của tôi là tối đệ nhất trong cõi Diêm Phủ Đà." Khi nói như vậy, tâm không động loạn, chẳng niệm nghiệp dư, xả lìa thế gian, trí cầu tịch tĩnh, rốt ráo thanh tịnh, tinh cần chất trực, hướng về nhất thiết trí. Liền cầm đao bén, cắt búi tóc liền ra đầu, búi phải quỳ xuống, chắp hai tay lại, một lòng bố thí cho các vị đệ tử của Phật trong kinh văn ở trước. Đại Bồ Tát bố thí cho tất cả chúng sinh là ngoại tài. Hiện tại, Ngài bố thí cho tất cả chúng sinh là nội tài, thân tâm tính mạng, đầu mắt tùy não. Như này bố thí là búi tóc liền ra đầu. Chúng ta ở trong chánh địa nhìn thấy trên đầu của Phật có viên tròn đen, cao nhô lên giống như núi thịt nhỏ. Đó tức là tướng nhục kế trên đỉnh đầu, là một trong 32 tướng của Phật. Bồ Tát cũng có tướng đảnh nhục kế, là do công đức tu hành mà thành tựu. Bồ Tát nếu gặp có người đến xin Ngài nhục kế thì Ngài cũng chẳng sẻn tiếc, giống như thuở xưa có vị Bồ Tát Bảo Kế Vương, Bồ Tát Thắng Diệu Thân cùng với vô lượng Bồ Tát khác, các Ngài đều đem nhục kế của mình bố thí cho người đến cầu xin. Khi Đại Bồ Tát Ngài muốn bố thí búi tóc liền với da đầu, thấy có người đến xin búi tóc thì Ngài bèn sinh tâm đại hoan hỷ mà nói với người xin: "Hiện tại, nếu ông muốn búi tóc liền với da đầu thì có thể lấy trên đầu của tôi."